Hello, chào cả nhà đã đến với kênh Juno GP và Di. 1.000 đồng mua được gì trên Shopee? 1.000 đồng mình đã mua được sản phẩm này đây. Đồng hồ Unisex D03. 1.000 đồng. Mình mở ra xem các bạn nha, mở ra xem đồng hồ 1.000 như thế nào. Ở đây nó có hãy bấm theo dõi shop. Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Cái thư giống hãy cảm ơn các bạn. Rồi trong đây tặng kèm pin nữa nè, một cái pin đồng hồ, pin Maxell kèm pin luôn, vậy là tự thay pin đồng hồ đó bạn. Nếu mà tặng kèm pin ý là cho mình tự thay pin đồng hồ. Đây là sản phẩm đồng hồ, mở ra xem nha các bạn nha. Một chiếc đồng hồ như thế này, nó là dây nhựa. Đồng hồ như này các bạn ơi, một cái sợi dây dây nhựa giống như đồng hồ điện tử. Đồng hồ điện tử á. Cái chỗ này to gấp. Chỗ này cái dây nối nó không được đẹp lắm nhưng mà cái này nó hơi hỏng tí xíu. Cho mình mở xem lên như thế nào. Đây, giờ nó hiện như này các bạn. Nó giống như đồng hồ quả bom. Nhấn vô thì nó sẽ sáng lên nhé các bạn. Còn nó sáng lên tí xong nó tắt, giống như sáng lên để mình thấy thôi xong nó tắt, giảm tiết kiệm pin nhé các bạn. Nhấn vô, mình chưa có chỉnh đúng cái giờ bây giờ. Một cái đồng hồ viền vàng như thế này, cái mặt này không có cảm ứng. Hiện nay người ta có cái loại đồng hồ đeo tay á, mà cái mặt nó cảm ứng luôn. Đây mình sẽ gắn đeo vô tay. Có đeo á, ví dụ như cái đồng hồ kia mình sọc dây vô, còn cái này nó là dạng nút bấm vô, nên là tay chắc phải nhờ anh đẹp trai nào gắn vô á. Sau đó là nút dây vô đây. Nhìn men đúng không ạ? Một cái đồng hồ nhìn men ghê luôn. Chỉ đồng hồ là chỉ có thêm giờ thôi. Đó, xong thêm giờ là xong. Giờ thì còn ngày chắc là ngày 5 tháng 3 hay là ngày 3 tháng 5 ở đây này, nó có hiện hai số chưa chỉnh. Bây giờ mình thử chỉnh lại xem nó như nào nha. Nếu mà so ra cái giá 1.000 đồng á, giá gốc của cái đồng hồ này mình không nhớ nữa là bao nhiêu. Mua đồng hồ này cho con trai nó đeo để nó biết giờ, nhìn giờ thôi. Đồng hồ này đúng nghĩa là chỉ có nhìn giờ thôi mà. Bây giờ người ta ra cái dạng đồng hồ kèm theo điện thoại nữa mà, giống như là gắn sim như đó luôn. Xong trên đây nó có màn hình cảm ứng nữa, nhưng mà các bạn đeo vô thay vì các bạn nghe bằng điện thoại đúng không, các bạn có thể nhấn nút trên đồng hồ này, alo trên đồng hồ, alo nói chuyện trên điện thoại, trên cái đồng hồ luôn á. Thế giới bây giờ người ta có cái loại đồng hồ kết nối với điện thoại mà trên cái đồng hồ này có đủ mọi tính năng luôn, gạt qua gạt lại mọi thứ trên cái đồng hồ luôn. Còn đồng hồ mình mua 1.000 đồng thì xem giờ và ngày tháng thôi. Mà được cái nó tặng kèm pin nữa bạn. Cái này tặng kèm pin, đồng hồ tặng kèm pin, lúc nào hết pin thì thay pin. Video review đồng hồ 1.000 hôm nay của Di đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Di chào nha.